Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin con gái diva Mỹ Linh xin lỗi vì bức ảnh phản cảm. Mỹ Anh, con gái ca sĩ Mỹ Linh vừa lên tiếng xin lỗi sau khi bị khán giả phản ứng vì bức ảnh diện thời trang khá phản cảm. Trên trang cá nhân, Mỹ Anh đăng tải bộ ảnh đi chơi tại một khu du lịch. Trong loạt ảnh được chia sẻ, con gái út diva Mỹ Linh khiến mọi người bất ngờ với hành động cởi quần jean, khoe vòng ba phản cảm. Vì hình ảnh này lập tức vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ trẻ diện thời trang không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Trước những bình luận tiêu cực, Mỹ Anh vừa chính thức lên tiếng. Theo đó, nữ ca sĩ trẻ cho biết cô đã có khoảng thời gian suy nghĩ nghiêm túc và thấy mình cần bày tỏ ý kiến vì trách nhiệm với mọi người xung quanh. Mục đích đăng bài là gửi đi thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình. Mình thực sự muốn lan tỏa thông điệp tích cực, nhưng cách thể hiện đã khiến mục đích ban đầu không còn trọn vẹn, cô chia sẻ. Theo Mỹ Anh, cô hiện đã ở tuổi 19 và đủ trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Khi ý thức được phản ứng tiêu cực từ mọi người, cô đã kiểm điểm bản thân, xin lỗi mọi người vì mình suy nghĩ chưa đủ thấu đáo và cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian cho mình. Mỹ Anh sẽ trưởng thành hơn và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, cô chia sẻ. Mỹ Anh, sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô yêu thích hát từ bé, được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ bố mẹ và chị cả Anna Trường. Cô thỉnh thoảng đăng mạng xã hội video cover các bản hit trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ trẻ cùng mẹ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn các chương trình âm nhạc và trên sóng VTV. Năm 2016, cô ra album nhạc thiếu nhi bài hát cho Bi và tạo nhiều ấn tượng với khán giả. Từ năm 2019, Mỹ Anh chính thức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác. Cô theo đuổi phong cách âm nhạc R và B mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.